Hai, chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái này, rất là nhiều anh em hay hỏi mình. Lý do là có rất là nhiều người đang làm AV mà bàn người này bàn người kia bàn á. Thì mình sẽ cho mọi người xem ha, cái AV của này của mình á, mọi người thấy cái AV này thì nắng là sẽ nó ở chỗ nào? Không hề có một miếng nắng nào hết nha mọi người. Ở đây là mình gọi đèn nha, đó mọi người thấy không? Đèn nó sáng như thế này là chim vẫn đẻ bình thường, không phải riêng khú Hòa Mi hay là Khang hay là lửa gì hết á. Ăn khô mình thôi mọi người, nếu mà mình cảm giác thấy tối quá thì câu đèn vô chứ anh em đừng nghe nó chim phải tắm nắng này kia nọ, chả cần tắm nắng luôn nữa anh em. Chim càng tối như thế này là nó ít hài lòng, ít hài lòng sẽ đẻ nhiều thôi chứ có gì đâu lo. Cứ nghe thằng ông này nói còn không nghe thằng bạn nói ui mình làm AV gì mà sao đẻ đó. Nếu mà anh em mình nó thấy AV mà không có nắng mà đẻ thì kêu người đó lại tới nhà mình cho xem, còn không thì đưa video này cho họ xem nè, coi nè. Chim nó vẫn tắm bình thường nha, con máy này mới vừa tắm nha mọi người. Đây nước có tắm vừa hay luôn mọi người, thấy ớn không? Giờ là phải đi khai nước nè. Trời bên ngoài là sáng nha, sáng chứ không phải là hồng, phải là tối nha. Do mình bắt đèn ở trong này đó để mình cho mọi người thấy. Tại nhiều anh em mà họ nói là AV là cần phải nắng thì chim nó phát triển tốt, không có đâu nha. Mình cho coi luôn cái ổ chim đó nè, chim nó vẫn đẻ bình thường nha, mình nuôi con bình thường ha. Đây mình thấy con chưa, đừng có nói là chim mà nó cứ phải nắng tốt. Ui bình thường hết mọi người ơi, ăn cái đó là ăn khô mình thôi, môi trường đợi tự nhiên thì nó như thế nào. Nếu mà mọi người cứ nghĩ á, chích trà lửa hay mấy con khú ấy á, ở trong môi trường tự nhiên á là tụi nó sẽ ở trong những cái đám rừng và rừng rậm rừng bụi nha mọi người, chứ nó phải ở đất trống như là trà khang ở ngoài ha. Đó mọi người nghĩ đây nó làm gì sao mà nó thấy được ánh mặt trời thế này kia nọ, nó cũng vẫn ở trong tối bình thường hết mà tại sao nó vẫn sinh sôi nảy nở và đẻ bình thường. Đẻ không là do mình thôi mọi người ơi, mình chăm tụi nó tốt thì nó sẽ đẻ tốt, còn mình chăm tụi nó không tốt thì tụi nó sẽ đẻ không tốt. Nó chơi ngu và cố luôn mọi người, nó để phân nó đem nó thả dưới đây lấy ra rồi mình thay luôn. Này tất cả cái AV dưới này với mình làm gì thấy nắng mọi người thấy không? Mình che hết lấy gì nắng, ở bên trong kia cũng cái AV ở trong, ở trên này thì cũng cũng lấy nắng đâu mà ra. Thì ổ này là trống 25 máy 14 bông của mình mọi người đó, mọi người thấy không, nó đâu có đó, mình che hết toàn bộ đây làm gì có miếng nắng nào đâu. Thì cho nên anh em cứ thích làm theo kiểu của mình thì ở môi trường mình, nói chung là mình cứ có gì mình cứ làm ở đó đi, đừng có nghe người ta nói. Thì nói chung là mình cứ nghe người ta nói 9 người hết 10 ý rồi, cứ người này bàn ra người kia bàn vô thì cứ bàn ra bàn vô vậy, cứ sửa đi sửa lại sửa tới sửa lui sửa hoài nó cũng chả bao giờ xong. Thì cứ mình thích cái gì mình làm cái đó đi, vậy nó rất là đơn giản và dễ 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 dàng dễ làm cho mình đó. Mình có cái gì mình cứ làm cái đó đó, như thức ăn thức uống. Hồi xưa mình cũng để mấy cái máng này mình cho cám nè mọi người thấy không, mới riết rồi đẻ xong rồi mình dẹp cám hết, mình không cho ăn cám hết. Vậy nên nói chim đẻ là phải ăn cám đủ chắc, không cần luôn nha mọi người, mình là mình không cần. Đây những cái vi này chim vẫn đẻ bình thường, hiện tại ổ này mới nở nữa nè, ổ này mình bắt chúng con ra rồi. Thì nói chung là mình để giống lại hết đó, con này trống 23 năm máy 14 ba mấy con của mình lên cha siêu tôm lỗ luôn, cha này con này cũng khi hồi xưa riêng nắng á. Nếu mà nói về nắng có thể đổi được á, là chỉ có cái AV ngoài đầu này thôi, tại vì nó ngoài trời nè đó thì nắng nó sẽ rọi vô, chỉ có AV này được tắm nắng thôi mọi người, chứ lại ở bên trong đó mọi người thấy không, nó có phần nắng ở bên trong nó rọi vô thì nắng nhiều quá cũng đâu có tốt đâu mọi người. Mọi người cứ nghĩ chim mà tắm nắng nhiều quá nó sẽ bị nổ mắt. Thì bữa nay mình chia sẻ anh em chủ cái chủ đề đó thôi, thì AV mình làm cứ theo ý mình làm sao cũng được, đừng có nhất thiết thì phải theo người ta. Nhưng đặc biệt một cái á, đối với tùy những con nha, khang lửa thì mình không cần cây rậm rạp, nhưng họa mi hay là khú á thì mình phải cần rậm rạp vô, thì mình cứ chèn vào những cái cây bụi hay cây gì đó. Nhưng mình nói anh em á, mình có thể là chèn cây nhãn vào để cho nó có thể là có cái bụi ở trong đó, và đặc biệt cái lá nhãn nó rất là lâu lâu rụng.
bắt đầu bây giờ tụi nó kêu. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây mọi người. Thì tại vì có rất là nhiều anh em hỏi mình cái câu hỏi này thì mình chia sẻ với anh em như vậy. Nói chung là tụi này của mình nó kéo quốc lào ghê lắm. Nói chung mà nói giờ kéo hút lào ghê thì chỉ có con Nhật Nguyệt này kéo hút lào kêu mình khủng khiếp thôi, chứ không có con nào mà kéo qua nó hết á. Con máy nó gì? Máy nó chưa vô đó cho nó rồi không. Giờ mình đi hai nước cho tụi nó luôn mọi người. Mình xin kết thúc video tại đây ha. Thì anh em nào cần có câu hỏi gì thì cứ comment cho mình, hoặc là alo cho mình, hoặc là nhắn tin Zalo cho mình ha. À với lại mình nay mình nói cái này với chia sẻ anh em cái này luôn, tại vì có rất là nhiều anh em nói mình á là tại sao gọi không nghe máy được, tại vì trưa nay là ngủ trưa là mình sẽ tắt máy luôn mọi người, mình sẽ không đợi nữa, tại vì có rất là nhiều anh em gọi mình vào khi mà mình đang ngủ trưa thì mình nói chuyện nó hơi nhựa nhựa xíu, thì anh em cũng biết rồi đó, khi mà ngủ trưa thì cái giọng của mình nó sẽ không có được bình thường như lúc mình tỉnh ha, cho nên là mình sẽ tắt nguồn luôn, cho nên anh em thông cảm ha. Thì thường là trưa hoặc là tối á, những lúc mà anh em gọi mình không được hay là khơi bao á, hay là lúc đó là mình đã tắt máy rồi nha anh em. Xong thì